Thi đấu tại thánh địa hàng đẫy của Hà Nội TNT lại trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng với Felix Bỉu Ngọc chấn thương, Văn Hậu bị treo giò, nhưng cao su Đồng Tháp lại tạo ra cú sốc đáng ngạc nhiên nhất, cầm hòa đội đầu bảng. Đây là nỗ lực rất đáng khen ngợi của đội bóng hai lúa. Dạ, thì trận đấu này đội em thiếu vắng cũng nhiều vị trí trụ cột, nhưng mà tại thì em tinh thần thi đấu với lại quyết tâm cao nên em giành được một điểm nhanh. Trong điều kiện khó khăn như thế, cao su Đồng Tháp chơi bóng kiểu nhà nghèo với chiến thuật phòng ngự chặt và tìm thời cơ ở những pha phản công. Ngay cả khi họ đã thua một bàn sau tình huống ghi bàn của người cũ Samson, Đồng Tháp vẫn chung thủy với lối chơi cũ, bình tĩnh triển khai bóng với những pha tấn công nhịp nhàng, và bàn gỡ của Minh Lợi ở phút 81 là một hệ quả xứng đáng. Tất nhiên trong trận đấu này, tập đoàn cao su Đồng Tháp cũng đã gặp may mắn khi cả cột dọc lẫn xà ngang đã cứu thua cho họ trong một trận đấu mà các chân sút của Hà Nội TNT quá vô duyên. Vượt qua rất nhiều khó khăn và thêm chút may mắn, tập đoàn cao su Đồng Tháp đã chặn đứng chuỗi thành tích toàn thắng trên sân nhà của Hà Nội TNT. Trận hòa như thắng này đủ khiến huấn viên Trang Văn Thành hài lòng. Thứ nhất là trong trận đấu này tôi rất hài lòng, các cầu thủ đã có một tinh thần thi đấu rất là tốt. Cái thứ hai nữa là phải biết vượt qua cái khó để giúp đỡ lẫn nhau trong thi đấu. Tinh thần vượt khó vốn là đặc sản của Đồng Tháp một lần nữa tỏa sáng và mang lại cho họ trận hòa mà như thắng. Trận hòa 1-1 ở vòng 9 V-League 2012 của tập đoàn cao su Đồng Tháp trước Hà Nội TNT quả là rất đáng khen ngợi. Ở chiều ngược lại, trận hòa mà như thua khiến Hà Nội TNT đánh mất điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch.